Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lợi ích của bộ ứng dụng Base eHiring. Cùng với sự tăng trưởng và phát triển của rất là nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam, Base eHiring được đồng hành cùng với một số ngân hàng như là ACB, VIB, Sacombank, một số thương hiệu như là Bamboo Airways, The Coffee House, Vietcredit và đã giúp các doanh nghiệp đó nâng cao 200% hiệu quả tuyển dụng của doanh nghiệp. Qua video này, anh chị sẽ hiểu rõ hơn về lợi ích của eHiring bao gồm: thứ nhất là xây dựng thương hiệu tuyển dụng cho doanh nghiệp thông qua một job site và một website tuyển dụng riêng. Thứ hai đó là tối ưu hóa được quy trình tuyển dụng thông qua việc chuẩn hóa và tự động hóa quy trình. Thứ ba đó là xây dựng được tiêu chí đánh giá cho toàn công ty và tiêu chí đánh giá cho từng vị trí. Thứ tư đó là với khả năng lưu trữ cũng như là tổng hợp dữ liệu từ rất là nhiều nguồn, Base eHiring giúp nâng cao khả năng tương tác trao đổi cũng như là đồng bộ hóa thông tin. Và thứ năm đó là khả năng báo cáo, giúp đưa ra những báo cáo trực quan, tự động, bổ trợ cho các doanh nghiệp để biến việc tuyển dụng trở thành một chiến lược hiệu quả và bền vững. Sau đây, để anh chị có thể hiểu rõ hơn về lợi ích của eHiring, tôi sẽ mô tả bằng một ví dụ nhỏ như sau. Tuyển dụng là quá trình mà một ứng viên đi lên Internet và tìm ra các vị trí cũng như là những công ty mà mình thấy phù hợp. Là quá trình mà nhà tuyển dụng đăng tải các cái vị trí cũng như là yêu cầu của mình lên trên Internet. Khi hai đối tượng này gặp nhau, thấy nhau phù hợp, về chung một nhà thì quá trình tuyển dụng kết thúc. Tuy nhiên, để một ứng viên và nhà tuyển dụng gặp nhau và kết thúc quá trình tuyển dụng thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Để có thể mô tả về khó khăn này, tôi sẽ mô tả bằng 3 góc nhìn. Thứ nhất đó là cách làm truyền thống, thứ hai đó là những vấn đề của nó, và thứ ba đó là giải pháp mà eHiring mang lại. Tiêu chí đầu tiên cần phải kể đến đó là thương hiệu và website tuyển dụng. Với cách làm truyền thống, đa số các doanh nghiệp chưa có một job site và một website riêng để đăng tuyển các vị trí của mình. Thay vào đó, họ đang sử dụng một website của bên thứ ba như là Vietnam Work, Top CV hoặc là Tìm Việc Nhanh để đăng tải thông tin. Việc này dẫn đến là tốn chi phí và khiến thông tin không được đồng nhất bởi vì chúng ta đang đăng tải ở nhiều nơi. Với Base eHiring cung cấp cho các doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp một website tuyển dụng riêng và kết nối trực tiếp với hệ thống Base eHiring để xử lý CV. Yếu tố thứ hai phải kể đến đó là quy trình tuyển dụng. Với cách làm trong truyền thống, quy trình tuyển dụng của chúng ta chủ yếu là rất thủ công và theo kinh nghiệm. Ví dụ như sau, một ứng viên khi ứng tuyển vào công ty chúng ta nhận được CV, đọc CV đấy, nếu mà thấy phù hợp chúng ta đã soạn một email và gửi cho bạn ứng viên. Cách soạn email là copy một dòng thông tin trong quá khứ, paste vào cái email mới, đổi tên ứng viên và gửi đi. Với quá trình làm thủ công như vậy, có thể sẽ xảy ra rất là nhiều sai sót, có thể là sai tên ứng viên hoặc là sai thông tin liên quan đến bạn ứng viên đó, sẽ làm giảm thương hiệu và giảm cái trải nghiệm của ứng viên với công ty của chúng ta. Với Base eHiring cho phép chúng ta chuẩn hóa quy trình theo từng vị trí, chuẩn hóa email gửi theo từng bước và email này là email tự động. Hệ thống sẽ tự động lấy tên ứng viên, thông tin ứng viên để điền vào email và gửi thông tin cho bạn ấy. Quá trình sai sót sẽ giảm đi rất là đáng kể và tiết kiệm được thời gian của doanh nghiệp. Yếu tố tiếp theo đó là tiêu chí đánh giá. Trước đây, một công ty startup thì giám đốc sẽ là người trực tiếp đi tuyển các đồng đội của mình về làm việc cho công ty. Ông ta hoàn toàn biết được rằng là công ty cần những vị trí và những chiến binh như thế nào. Tuy nhiên, sau này khi công ty lớn dần lên, giám đốc không phải là người trực tiếp tuyển dụng những vị trí đó nữa, mà thay vào đó là một nhân viên tuyển dụng sẽ có thể là tuyển một giám đốc hoặc là một trưởng phòng cho công ty của chúng ta. Làm sao để một chuyên viên tuyển dụng có thể tuyển được đúng những vị trí và đúng yêu cầu của giám đốc đặt ra? Điều này yêu cầu một bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng cho toàn công ty và tiêu chí đánh giá rõ ràng cho từng vị trí. Có thể nhiều doanh nghiệp chưa có những bộ tiêu chí này, tuy nhiên thì Base eHiring cho phép chúng ta chuẩn hóa tất cả các tiêu chí, và khi chúng ta đánh giá ứng viên, chúng ta cũng phải đánh giá các tiêu chí đấy theo đúng cài đặt từ trước. Yếu tố thứ tư đó là lưu trữ và tổng hợp CV. Với cách làm truyền thống, có thể chúng ta đang lưu trữ CV ở trên Google Sheet, Google Drive hoặc là trên Excel hoặc thậm chí là trên máy tính cá nhân của người TA. Tuy nhiên, với cách làm này sẽ khiến thông tin không được đồng bộ, không được thống nhất tại một nơi, và còn có thể xảy ra khi người TA họ sẽ mang hết tất cả CV của công ty chúng ta đi ra khỏi doanh nghiệp khi họ nghỉ việc. Với Base eHiring cho phép chúng ta tổng hợp tất cả các CV về một nguồn, nơi mà chúng ta có thể tương tác, trao đổi và thảo luận với nhau trên đó để có thể đưa ra được quyết định rõ ràng. Với Base eHiring cung cấp cho chúng ta những talent pool để lưu trữ từng CV theo từng thư mục và lưu trữ trên online để chúng ta có thể dễ dàng truy cập ở nhiều nơi. Yếu tố thứ năm đó là báo cáo. Với báo cáo thì có thể rất là nhiều doanh nghiệp trước đây chưa hề có báo cáo hoặc thậm chí không quan tâm đến hoạt động báo cáo trong việc tuyển dụng. Hoặc mỗi khi mà chúng ta cần báo cáo phải làm việc rất là thủ công để ra được một báo cáo cuối cùng. Việc này dẫn đến mất nhiều thời gian trong hoạt động tuyển dụng và không thể đánh giá được đo lường tối ưu liên tục. Với Base eHiring đã đo lường tất cả các quá trình từ khi CV đổ vào doanh nghiệp đến khi CV được xử lý.
Báo cáo sẽ tự động được đưa ra về thời gian tuyển dụng, về chất lượng tuyển dụng của từng TA và chất lượng tuyển dụng của từng kênh tuyển dụng. Thông qua báo cáo, chúng ta có thể biến việc tuyển dụng trở thành một lợi thế cạnh tranh của toàn doanh nghiệp. Vậy là 5 ý vừa rồi đã mô tả cơ bản về lợi ích và vai trò của e-hiring mang lại cho doanh nghiệp. Để anh chị không cần phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau truy cập vào hệ thống để tìm hiểu giao diện của phần mềm trước khi chuyển sang video tiếp theo. Để truy cập vào hệ thống, anh chị sẽ chọn vào đường dẫn là hiring.base.vn. Khi truy cập vào đây, hệ thống sẽ yêu cầu các anh chị đăng nhập. Thông tin đăng nhập và mật khẩu đã được gửi về email của mỗi người. Sau khi điền đầy đủ thông tin, các anh chị sẽ chọn đăng nhập vào hệ thống. Trên màn hình, anh chị có thể thấy đây là giao diện tổng quan của hệ thống Base eHiring. Đầu tiên là trang tổng quan chứa tất cả các vị trí tuyển dụng mới nhất của công ty đang có. Trong mỗi vị trí thì có bao nhiêu ứng viên và trong mỗi tin tuyển, từng bước đang có bao nhiêu CV đang được xử lý trên phần mềm. Tiếp theo đó là tin tuyển dụng. Nơi đây sẽ chứa tất cả các tin tuyển dụng mà anh chị đang là người quản lý. Hoặc là anh chị có thể theo dõi được tất cả các tin tuyển dụng mà công ty đang có và trạng thái của từng tin. Vị trí thứ 3 đó là danh sách các ứng viên. Đây giống như là một kho lưu trữ tất cả các ứng viên của công ty và chúng ta có thể tìm kiếm ứng viên, thông tin của ứng viên khi chúng ta cần tại view giao diện này. Vị trí thứ 4 đó là phần lịch phỏng vấn. Nơi đây sẽ chứa tất cả các lịch phỏng vấn mà chúng ta là người tham gia hoặc là chúng ta là người quản lý, bao gồm những lịch đã diễn ra, chưa diễn ra hoặc là những lịch mà chúng ta sẽ bị hủy. Và cuối cùng đó là website tuyển dụng. Base eHiring cung cấp cho mỗi doanh nghiệp một website tuyển dụng để doanh nghiệp đấy có thể tự chủ hoàn toàn cái việc đăng tin tuyển của công ty. Anh chị có thể hình dung phần Base eHiring là phần phía sau để chúng ta có thể tự bổ sung các tin tuyển mà chúng ta có. Sau khi chúng ta tổ chức các tin tuyển đó thì nó sẽ hiển thị lên trên website. Ứng viên khi truy cập vào website thì có thể đọc được đầy đủ tất cả các thông tin mà chúng ta yêu cầu về một tin tuyển và họ có thể trực tiếp ứng tuyển ngay trên website mà chúng ta được hiring cung cấp. Đó là phần website tuyển dụng. Vừa rồi là phần giới thiệu tổng quan về những giao diện ban đầu của eHiring. Tiếp theo là những phần liên quan đến cài đặt về mẫu email, mẫu phỏng vấn và tiêu chí đánh giá. Những phần cài đặt nâng cao về văn phòng, phòng ban hoặc là phân quyền thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết cái phần này trong video phía sau của video này. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lợi ích của eHiring và tìm hiểu về giao diện của phần mềm. Trước khi chuyển sang video tiếp theo, anh chị có thể giải đáp một vài câu hỏi ở dưới video này. Cảm ơn tất cả các anh chị.